Ngày 24 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể Chủ tịch Hội Nông dân xã này đã được tìm thấy trên dòng sông Nậm Mộ. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường phát hiện chiếc xe máy và đôi dép khoảng 100 mét. Sau khi tìm thấy thi thể ông, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, Chiều ngày 20 tháng 11, xã Xá Lượng tổ chức cuộc họp bình bầu cuối năm, nhưng ông này vắng mặt. Cán bộ xã nhiều lần gọi điện thoại cho ông nhưng không liên lạc được. Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một cán bộ xã đi trên quốc lộ 7, đoạn qua sông Nậm Mộ thì phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của ông. Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng đã tổ chức tìm kiếm người đàn ông trên sông Nậm Mộ và những khu vực nghi ngờ. Tuy nhiên đến ngày 23 tháng 11, thi thể ông mới được tìm thấy trên sông. Lãnh đạo xã Xá Lượng cho biết, người đàn ông làm chủ tịch hội nông dân xã khoảng 7 năm nay. Trong công việc, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mấy ngày gần đây, ông có biểu hiện buồn và ít nói. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và chám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và phụ lục lộ trình giảm lượng khai thác nước dưới đất đến năm 2025. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết giảm khai thác nước dưới đất và chám lấp giếng tại các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, sau 5 năm thực hiện, thành phố đã giảm được lượng khai thác nước dưới đất xuống chỉ còn hơn 252.000 m3 một ngày, đạt 75,3% so với mục tiêu. Sở Tài nguyên Môi trường cho rằng đối với công tác giảm khai thác nước dưới đất và chám lấp giếng tại các hộ gia đình tiếp tục được Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức chủ trì thực hiện. Tuy nhiên theo báo cáo thì công tác này đang gặp nhiều khó khăn và khó có thể giảm tiếp. Bởi hiện nay pháp luật không cấm hộ dân, đơn vị khai thác nước dưới đất với quy mô không quá 10 m khối một ngày đêm. Trường hợp có nhu cầu sử dụng chỉ cần kê khai đăng ký với quận huyện. Ngoài ra người dân muốn tiết kiệm chi phí sử dụng nên tiếp tục dùng giếng khoan hoặc dùng đồng thời hai nguồn nước. Các hộ dân tại một số địa bàn vẫn dùng nước dưới đất do thói quen sinh hoạt, nhu cầu tưới tiêu, chăm sóc vật nuôi, gia súc, gia cầm. Trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra tình trạng chặt phá, phá hoại cây trồng. Đặc biệt là trong thời điểm thu hoạch cà phê, sầu riêng cũng đã xuất hiện tình trạng trộm cắp, tuốt cành cà phê và hái trộm sầu riêng. Vâng, đây là hiện tượng đáng báo động và nếu không quyết liệt xử lý, triển khai nhiều giải pháp thì sự việc tương tự có thể tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự ở các địa phương. Mới đây, Công an xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã bắt quả tang 6 đối tượng cùng tăng vật là 36 trái sầu riêng thái tại một vườn cây của một hộ dân trên địa bàn thôn 2. Trước đó ngày 17 tháng 10, công an thành phố Bảo Lộc cũng đã tiếp nhận và tổ chức điều tra vụ hái trộm cà phê của một hộ dân trên địa bàn phường 2. Qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, hàng năm vào mùa thu hoạch cà phê, các địa phương trong tỉnh đã thu hút không ít lao động từ khắp nơi đổ về để hái cà phê thuê. Đây cũng là thời điểm kẻ xấu thường xuyên lợi dụng trà trộn trộm cắp nông sản, máy móc, phương tiện của người dân. Không chỉ xảy ra tình trạng trộm cắp nông sản trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hàng chục trường hợp phá hoại cây trồng như chặt cành cây, bẻ quả non, cắt trụi quả trên cây, đẽo gốc, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đối với vườn cây, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Nguyên nhân chính xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ giữa các gia đình trên từng diện tích đất liền kề hoặc như giá cà phê, sầu riêng tăng cao, nương rẫy không trông coi là cơ hội để các đối tượng trộm cắp, tuốt cành, trộm sầu riêng đem bán để thu lời cá nhân. thời gian vừa qua thì giá cả đất đai trên thị trường là rất cao dẫn tới cái việc như là người dân là tranh chấp, nấn chiếm cái đất của nhau. Nguyên nhân thứ hai thì với là cái hiện tượng là chặt phá cà phê thì chúng tôi thấy là cái giá cà phê trên địa thị trường là rất cao thì cái một số đối tượng là tiến hành trộm cắp. Trước cái tình hình trên thì lực lượng công an huyện đã là tham mưu cho cấp ủy chính quyền các xã và tăng cường công tác tuyên truyền vận động và chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở là tăng cường những công tác quản lý nhân hộ khẩu, tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát là ban đêm để coi như là xử lý, phát hiện xử lý những cái trường hợp mà vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê, các địa phương tại Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các đơn vị địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giữ vững an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê với cao điểm triển khai từ nay đến giữa tháng 2 năm 2025. Trong đó, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, phường lập các nhóm tự quản, đặc biệt là quản lý số lao động tự do theo mùa vụ đến địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương tăng cường tuần tra, nhắc nhở các hộ có diện tích cà phê lớn, có nhu cầu thuê nhân công thời vụ sắp tới, phải đăng ký tạm trú, quản lý chặt chẽ người lao động. Đồng thời cảnh báo bà con những nguy cơ tiềm ẩn về mất an ninh trật tự thường xảy ra trong mùa thu hoạch cà phê để bà con chủ động nâng cao cảnh giác. Giá cà phê bây giờ nó còn quá cao ấy, cho nên bây giờ mình phải trăm phần trăm mình phải giữ, giữ cho bằng được và à, tôi cũng còn thấy tất cả các ban ngành của trong tổ và thị trấn đều có những cái những cái đêm mà đi tuần tra để giúp cho người nông dân chúng tôi và um, nhắc nhở người nông dân chúng tôi để nâng cao cảnh giác. Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng có hơn 170.000 hecta cà phê, diện tích đứng thứ hai cả nước với sản lượng bình quân đạt trên 600.000 tấn một năm. Giá trị ngành hàng cà phê chiếm 60% ngành nông nghiệp Lâm Đồng và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Đặc biệt, vào thời điểm thu hoạch, số lượng công nhân lao động thời vụ thường tăng vọt gấp từ 7 đến 10 lần so với ngày thường. Để giúp người dân yên tâm sản xuất và bảo vệ tài sản, tại hầu hết các địa phương, lực lượng công an đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các mô hình phòng chống tội phạm, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng trộm cắp cà phê. Hiện nay, việc thành lập các tổ dân phòng bảo vệ cà phê đang được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương các tổ dân phòng đã công khai thông báo số điện thoại cho người dân để liên lạc khẩn cấp khi có sự việc xảy ra. Nhờ đó, tình hình an ninh mùa thu hoạch cà phê được đảm bảo, giúp bà con yên tâm sản xuất và thu hoạch đúng thời điểm, đảm bảo chất lượng cà phê. Vận động bà con đi làm, xe cộ là phải để cẩn thận, khóa dước cho cẩn thận, kẻ khỏi mất trộm. Nhất là đến mùa tới nơi, là cái nạn trộm cắp, là nói chung là chủ yếu là nghiện hút là trộm cắp như thế là cắt cảnh và suốt cà phê bây giờ cà phê nó đang có giá cho nên là 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 chúng tôi cũng bảo bà con nhân dân là chịu chịu khó đi uh, trông coi liên tục để như thế là mình phòng ngừa xác định tình hình an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê sẽ còn diễn biến phức tạp có nguy cơ gia tăng các loại tội phạm hiện nay các ban ngành đoàn thể ở các địa phương trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê kịp thời vụ đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an bám sát cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân trên các địa bàn nâng cao cảnh giác và ý thức phòng chống tội phạm